chiếc xe độc nhất Việt Nam. Xe 4 bánh mà người ta đổ từ cái động cơ xe máy này. Cái này động cơ xe máy đổ nhiều cái ô tô rất là độc. Đây có đèn đàng hoàng. Alo. Tay lái. Đèn đuốc. Rất là hay. Đây gương ngầu đây. Động cơ xe máy nha.